Xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và anh em hôm nay tiếp tục có mặt tại Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng các bác nhá. Hôm nay Xuân Thiệu quay trở về đây là sẽ vào thăm lại một cái hoàn cảnh cũng hết sức là khó khăn. Ngày trước thì Xuân Thiệu cũng vào đây chia sẻ một lần rồi và cũng có một cô ở trong Đồng Nai hay là Bình Phước gì đó có gửi cho một cái phần quà trị giá là 500.000 các bác ạ. Đó, cũng đó là chị ở trong Định Quán Đồng Nai có gửi là 500.000 cho cái hoàn cảnh là có ông bị tai biến đấy và có vợ là bị ngoẹo cổ hay gì đấy. Hôm nay thì cũng rất là vui có em Thành bên bếp bảo em lại đồng hành với anh em rồi các bác. Thành xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh anh Xuân Thiệu TV. Chúc tất cả quý vị khán giả có một ngày mới luôn luôn có nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Rất là vui. Cháu xin mến chào tất cả các ông bà các bác và xin chúc tất cả các ông bà các bác tràn đầy năng lượng, thật nhiên nên vui. Như nào em Sung? Sau mấy ngày ở bên Cao Bằng này có học hỏi được những thứ gì không và thấy bà con ở bên này như thế nào? Một cái là em đi với hai anh được một thời gian khá là lâu ở bên này. Một cái em học được ở đây là các bạn ở bên này rất là tự tin. Một điều ở đây là các bạn ấy có thể nói cái tiếng như anh em mình nói ở đây cực kỳ sói. Đấy. Và anh thấy biết em rõ nhất là em biết con trâu thành con bò. Cái đấy là anh thấy em là học hỏi cái điều đấy là rõ ràng nhất. Tại vì là ở đây thì có như vậy nhờ, bên Hà Giang chỉ độc là con bò nhiều thôi nhỉ. Hà Giang ở bên này không có nuôi trâu. Ở bên Hà Giang là không có trâu. Cũng hình như là không thấy, đâm ra là nhìn con con bò với con trâu là nó đen tùi lùi mất nhỉ. Khu vực này thì nó cũng toàn là núi đá các bác ạ. Đằng sau anh em bên này cả cái khu vực này hầu như là toàn đến 80-90% toàn là núi đá, nên là cái cuộc sống của bà con ở đây cũng rất là khó khăn như là bên Hà Giang luôn các bác ạ. Đó, hôm nay thì mấy anh em đã có mặt tại đây rồi, sau mấy ngày thì hôm nay mới quay trở về đây được để mang cái món quà của cô ở trong Định Quán Đồng Nai để về trao cho hoàn cảnh này cũng hết sức là khó khăn. Ở đây thì trong bản thì quán thì ít lắm cô bác ạ, họ không có gạo bán đâu, mì tôm thôi. Cái khoản tiền này thì cô cũng có dặn là mua gạo với mì tôm cho gia đình, nhưng mà anh em mua được 2 thùng mì, còn sót đúng 2 thùng cô bác ạ. Ở đây không có gạo đâu, mì quán ở đây. Quán ở đây không bán đâu nhỉ? Bán. Ở đây người ta ăn mèn mén quanh năm, ai đi bán gạo quà trẻ con không có đây. Cũng chỉ bán mì tôm với lại ít bún phở các thứ thôi, nên là anh em cũng mua 2 thùng mì này vào để tí nữa trao cho gia đình, và còn dư lại bao nhiêu tiền thế thì sẽ đưa lại cho gia đình để gia đình tự đi mà mua thôi các bác ạ. Đó, cũng xin được cảm ơn cô ở trong Định Quán Đồng Nai rất là nhiều. Đó, bây giờ thì cũng mời ông bà mời cô chú bác cùng đồng hành với anh em nhé để vào thăm lại cái hoàn cảnh này để trao lại những phần quà này các bác ạ. Đấy. Ở đây thì ngô nghĩa cũng đã thu xong gần như là như ở bên Hà Giang rồi nhỉ? Vâng, anh xem ở bên này, khu vực này cũng không khác với ở bên Mèo Vạc Hà Giang nhỉ? Toàn là núi đá. Đây, cả thôn này hình như là có 7 hay 8 nhà nhưng mà có mỗi tí đất ở bên này này. Nhà nào nhà đấy nhìn cũng kiểu như là khó khăn ấy. Nhà cũng siêu vẹo hết rồi các bác ạ. Đó. Mấy hộ này là khó khăn nhất là nhà tường hết, nhất là 2-3 cái nhà hiện tại anh đang đi thăm, nhà đấy nó sắp sập đến nơi rồi đấy. Ồ, sắp sập rồi. Cũng khá lâu rồi, từ gọi là năm ngoái rồi. Năm ngoái thì Xuân Thiệu với em Dìa cũng sang đây ấy, nên là cũng chắc phải có một thời gian gần 1 năm gì ấy nhỉ. Cái đợt đấy. Một năm rồi đấy. Tầm đấy. Thế nên là bây giờ anh em mình có dịp để quay về đây các bác ạ. Sùng, có thấy cái gì kia là lạ không Sùng? Đâu? Cái buồng gì kìa. Buồng đấy thì em Sùng ở đây chắc là biết rồi. Buồng đấy ở đây mà còn không biết nữa thì thôi, đúng là có phải là đột biến không đây. Vậy bây giờ mình thôi, đây này. Đấy, em Sùng thấy thế nào? Đây là có những cái nhà của bà con này cũng thấy đúng rồi anh ạ. Cực kỳ là khó khăn đấy. Vâng. Đấy, cũng ở trên những cái triền núi rồi những cái thung lũng núi như thế này. Đây là một cái thung lũng núi của bác ạ. Đây là cái tuyến đường chính như là liên xã chứ nhỉ. Qua bên này là còn 2-3 thôn nữa. 2-3 thôn nữa. Tức là cũng kiểu dạng khó khăn như thế này luôn à. Anh năm thì trồng được một ít ngô, nhưng mà anh xem ngô dưới này toàn là đá, trồng được bao nhiêu ngô lắm. Đúng rồi. Có em Thành là người bản địa ở đây nên là những cái đường đi lối lại rồi những cái bản làng của bà con ở trên này thì nắm chắc là cũng khá là rõ. Em hay đi lại đây suốt mà. Nhà nào nhiều kể cả mà ăn mỗi ngày một hạt còn hết chứ đừng có nói là ăn mỗi ngày 3 bữa. Đúng rồi. Nên là sống ở đây bà con vất vả khó khăn lắm. Vất vả khó khăn nhỉ. Ở đây thì cũng gần nhà em Thành chứ nhỉ? Từ đây xuống nhà em tầm 3 cây. 3 cây á? Ở đây
toàn là núi đá, y hệt như là bên đằng sau Mèo Vạc đi vào. Ồ, đây đây cũng khác gì Mèo Vạc đâu, đi đường này xuống hay sao nhỉ? Đường này. Ờ, đi đường này ấy. Ờ, đúng rồi, đi vào đây. Đấy. Đây này, bà con cũng đã trồng rau, trồng các thứ đây rồi. Xuống đây. Ôi, đường đây vào khó đi quá. Ô, không phải đường này rồi á? À. Không phải đường rồi là anh đi đường này nhưng mà bây giờ cái đường này người ta rào mất rồi, không biết là đi lối nào nữa. Hả? Đâu? Đây đây, đi qua đằng sau này này. Ờ, đấy này rau đây này. Bây giờ đi còn không biết là lối nào đi. Ôi, rau đi... cải này là cải ở địa phương ấy nhỉ? Đúng không anh ạ? Cái này là rau cải em ạ. Ờ, cái chua. Ở bên Hà Giang họ toàn lấy cái này về ăn thay cơm canh. Cái này là nấu rau chua đấy. Vâng. Có phải rau này không hả Súng? Đúng rồi anh ạ. Ờ. Rau này ở Hà Giang cũng có lấy. Tốt nhỉ. Nhưng mà cái rau này tốt hơn bên Hà Giang nhiều nhỉ? Ồ, không biết là tại đất hay là tại người chăm cũng không biết nữa. Theo em là cả hai. Cả hai à? Vừa tốt giống tốt má để tốt người chăm nữa nhỉ? Nhất nước gì phân tam cần mới tứ mới giống đấy, giống nó chỉ là đứng thứ tư thôi đấy. À, đi đi lên lên này đấy, các cháu thấy ôi ôi bạn ơi. Hả, làm sao đây? Ô ô hả, ơ chê đấy, Sùng phát sóng thế nào hả? À, nên mới chị ấy. Thấy chú Sùng ấy còn cười ở hớ đây này. Đi lên này nhỉ? À, đi đi đường này. Hey. Ồ, đây đây. Đây đây có mấy chị em ở đây ha. Ồ, các cháu đây này. Hả? Chị gái. Úi dồi, các cháu này. Chào em gái nhá. Em chào chị. Ờ. Nhà em gái ở đâu? Em gái nhà ở trên này á? À? Ồ, thế đây đây là các cháu hay con hay như nào đông thế? Không, có ba con. Em có ba con à? Vâng. Thế là ba cháu đứng đây à? Vâng. Thế còn cõng kia nữa thế? Cái này con của cậu. Ồ, con của cậu à? Vâng. Ồ, em gái bao tuổi mà đã được ba đứa rồi? Em gái được, sắp được 7 tuổi. Sắp được 7 tuổi, thế em gái năm nay mấy tuổi rồi? Em á? Ờ? Em 94 mà đã được ba đứa rồi? Vâng. Yô. Thế đưa nhau đi đâu đây? Đi chơi về hay đi đâu đây? Đi bà ngoại. Đi bà ngoại à? Ồ. Cái nhà của ông bác ở ngay trong này đi đường nào vào nhỉ em nhỉ? Đường này. Ồ, đi đường chống mặt đấy á? Vâng. À. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Ở đấy thì đường đi lối lại thì nó cũng chứ ở trên chỗ em thôi mà. Không lạ đâu anh ạ. Hả? Em không lạ đường đi đâu nhưng mà đường mới cái là em thấy các em ở đây rất là nhỏ nhưng nói rất là sói luôn. À, ở đấy thì cái tinh thần hiếu học thì khả năng là các em ở đây bằng chậm hơn hay sao à? Khả năng là vậy rồi. Ở đây cũng phần đa là người Mông ấy. À. Ồ, cái khu này toàn là bà con người Mông hết. Đấy, toàn là khu vực đồi núi cao ấy. Cả nhà này. Đấy, thấy cái nhà này có thấy thế nào? Cả nhà này cũng gần đổ sập sệ rồi này. Nói chung là những cái nhà này là những cái hoàn cảnh cũng khá là khó khăn rồi. À. Còn cái nhà của ông bác này thì ngày xưa cũng có anh A Tu, đó cũng là trưởng thôn ở cái khu vực này thì cũng đã đưa Xuân Thiệu vào đây một lần rồi. Đấy. Cũng rất là khó khăn. Hai vợ chồng già, bà thì bị cứng cổ, ấy, không ngoái đi ngoái lại được. Còn ông thì bị tai biến lâu rồi. À. Được. Khéo à? Em đi được anh ạ, em chỉ sợ anh thôi. À, anh thì đi bình thường có sao đâu. Như bình thường á? À? Ừ, thế cũng bình thường nha. Anh chắc khả năng đi ở trên này vài năm anh thành người trên này thôi. Vậy dưới kia lại đi đường đất rồi không quen thì lại đi đường bằng chắc khả năng không đi được anh ạ. Rồi. Đây, đúng rồi, cái nhà này rồi. Nhà này luôn à? Đi trước mặt kia này. Ừ. À, đấy rồi, ông bác đây rồi. Ô. Chuồng bò đây này. Chuồng bò đây à? Nhiều bò thế. Nên nhau chè vậy gì?
Vâng, chào bác nhá. Bác còn nhớ cháu không? Ừ. Ôi ôi, nhiều chó thế. Ừ. Vâng, vâng. À. Chị à? Vâng. Tay. Nhớ xong rồi. Bác còn nhớ cháu không? Con nhớ à? À, vẫn nhớ à? Dạ. Con gì chị? Có bốn cháu tụi tiên lắm rồi. Dạ má, thì tôi ăn rồi là. Ồ, có nhớ. Anh vào đây 2-3 lần rồi. Ồ, vâng, thế là tốt. Thế là bây giờ ông đi lại là phải chống cậy ông? Dạ chị? Có mù mù lò lò cháy cậy chú mua cho bà chỉnh à? Thì à, chế phê sư bờ. Ờ, đúng rồi. Chế phê bờ. Bốn cháu này tôi ăn rồi. Ờ. Dạ. Ông bây giờ vẫn khỏe chứ? Có chỉnh nhau rồng mà nó nhau rồng tổ sẽ để tao một chút rồng mà giờ đang được bé đâu à, vẫn khỏe nhưng mà mới cái là chân tay bên trái hơi yếu một tí. Tức là bây giờ đi lại có đi bình thường được không hay phải chống gậy mới đi được à? Có một cái chỉ giúp bà có phần tao một được khá gì một chút sao à? Đúng rồi, không đi được lắm anh ạ. Không đi được lắm đường này đi khó, nó phải có gậy chống đúng rồi. Chỉ mấy mẹ một tổ nó sẽ tám mấy tổ à. Chúng ta tổ này tổ ăn rồi là ăn rồi tổ tổ cái tổ cái này giờ mùa rồi nên mùa đến tết mới được tốt hơn. Ờ, giờ lại à? Đến tết được tốt. Cháu chị bên chị biết là giàu à? Ờ. Có các cháu ở nhà không hả ông? Có cho mình nhớ tới nhau chơi lọ. Nhau mày. À đúng. À nhau nhau. Ờ đúng. Tụi ra tụi nhau mày. Vâng. À tụi nhau á? Nghĩa là con giàu. Thế con trai đây là đâu rồi? Có tụi tu của nhỏ nhau thế. Nhau mày. Có ở trong nhà anh? À cũng có ở trong nhà. Ờ. Ở đây. Lại các thứ hơi khó khăn một tí. À, bà đây rồi. Vâng. Ô, bà bị ốm hay làm sao cái cổ mới đỏ như thế kia? Bà này em vừa hỏi bà mấy người đã là chắc. Bà nhà chết tuổi tuổi tái thôi. À, đây là bà ngoại của con dâu thôi anh ạ. À, bà ngoại con dâu thôi gì? Ồ, vâng, có chào bà nhá. Ừ, nên nhà không phải là vâng, không phải là vợ bác. Vâng. Chào. Tôi nên nhà trẻ. Vâng, vâng. Cái nhà đây. Dạ, dạ. À, bà đây này. Đấy, bà nghĩa là bà bị cứng cổ kia cả. À. Vâng. Nè tai. Cô hai nó có bao mà có nó à. À em mình nói này bà vẫn nghe được bình thường. Vẫn nghe bình thường gì? Bà thì mỗi tội là cái cổ nó cứng ấy. Nó cứng đơ ấy, không ngoáy đi ngoáy lại như người bình thường được. Đấy, bà đi đâu là muốn ngoáy là phải ngoáy cả người. Nghĩa là muốn lắc đi lắc lại nhìn đâu phải ngoáy cả người theo mới nhìn được. Ồ. À nè tai. À có lúc cho đá cho sao một tí to. Dạ. Ờ. À mơ có lúc cho đá nó to chẳng thế lại. Ồ, mơ nghe. Tại chỗ tại nó có cho sống to rồi mới cứ. Ồ, anh ạ. Lúng có hổng luôn. Ồ. Ồ, chắc là không biết là trước anh Diệp với anh bảo như nào nhưng bà bảo là bà có 16 tuổi là cái cổ của bà đã như vậy. Đến bây giờ. Bà từ bị trẻ rồi mà. À, ừ. Vâng, vâng. Ayo, thế là đang nấu cơm hay gì không? Cơ chỉ có chín hò. Đang nấu trưa, bước trưa anh nhỉ? À, nấu bước trưa. Ừ. Ô, đây là một nồi cháo đấy à? Ít kỳ nó giá chị. Cháo hay bánh đấy à bà? Hả? Hả? Khó đấy à? Cháo anh ạ. Ờ, đây là cháo ngô đây này, bác này. Đấy, bà con ở đây thì phần đa là nấu như thế này xong là ăn thôi. Cái này có cái gì ở trong như là cái chuối hay cái gì đấy phải không ạ ông? Mới cháo chị nhon. Cháo thì rau. À, rau. Cái này là cái cần rau cải. Ờ. Tức là nấu cháo cho nên là thả cái rau cải vào kiểu như là cùng ấy. Đấy, ở trên Hà Giang nó cũng thế mà. Đấy, cái nhà của ông này sau một năm Xuân Thiệp quay lại nha các bác ạ. Đó. Nó cũng không có cái gì thay đổi nhiều đâu. Có cái là càng ngày theo cái thời gian thì nó càng mục đi. Mục với lại xuống cấp đi thôi. Đó. Ở đây thì toàn đá là đá, ngay sau cái vách này đã là đá rồi này các bác này. Đó, cái này chỉ cần một cái hòn đá nó nhỏ ở trên kia lăn xuống thì là sẽ bục hết cái này luôn. Đấy, nhưng mà bà con ở đây vùng núi mà thì cứ ở như thế này thì cũng gọi là cái nhà ở cả con cả cháu các thứ cả một gia đình ở đây rồi. Đấy, mỗi tội là cái cuộc sống nó khổ và khó khăn thôi các bác. Nói chuyện với chuyện một ông tí. Dạ, thế vừa rồi này nhà mình thu có được nhiều ngô không hả ông? Dạ gì? Xong nó có bỏ tao thu tao bất cứ nào. Chỉ lao. Ờ không. Nãy giờ chắc chắn là chắc là trong nhà tay tao vẫn đốt cái đồ chó thế luôn. Để ý đâu anh ạ, không đủ ăn, khả năng đủ ai hay. Dạ chắc chắn. Nếu mùa này lạnh là hết rồi. Mùa này lạnh là hết á? Bắt từ từ hồi thu về đến mùa này là hết rồi. Ôi,
Thế bây giờ ở trên gác còn nhiều không? Sau một chuyến thao vậy đi. Thì cho nhà mình chỉ giấu hết chút tao nè. Ồ, còn một ít ở trên này thôi, là gần hết rồi. À, gần hết rồi. Thế bây giờ, từ giờ đến Tết có đủ không? Dạ gì? Một sáu có nó lúc xí chinh là một sáu chi à? Anh sẽ sạc cái chia sẻ lúc à? Không đủ anh ạ. Không đủ á? Ồ. Thế này con trai... Xong chỉ tàu hết là... Thế mình nhận sẽ chỉ là trời thôi. À, ông không làm được ấy. Nhờ vào bà hoặc là các cháu xung quanh thì chắc là không làm được nhiều anh ạ. Không làm được nhiều. Thế mùa này là gọi là không có việc gì rồi, thì bây giờ như thế này con trai cũng không đi làm cái gì không ông? Dạ chị. À, xin chính là chỉ mới học lựu là có cho tú thế bộ môn xã học lựu à? Mù mà. À. Mới tự nhiên chỉ mới học lựu, con này học là chứ ăn uống là mù đó là. Chỉ mới một thế luôn nhiều này. À. Chỉ mới luôn nhiều là mù mà, thế mới nhớ. À. Con trai ông cũng hình như là vừa đi rồi anh ạ. Vừa đi á? Chắc là đi được một hai ba ngày này gì ấy. Tức là em nói là đi làm thuê phải không? Mua rồi là. Mua gì? Mà sao là gì à, cái từ tôi mua rồi là. Chính nhau này mày. Chính nhau. Chỉ tao muốn. Đi hai ba ngày vừa về rồi. Hai ba ngày lại về rồi. Lại về thôi. chắc là đang đi làm gì chưa về nhà. Về nhà con bác. Bà con là cứ đốt bếp ở trong nhà đây này, những cái màn gió, màn tuyên quay buồng là đèn hết bám những vòng hóng. Đấy, không biết là như thế nào nhưng mà thấy là ba cái giường này các bác. Đó, cái giường của bà con nó chỉ thế này thôi. Trời ơi. Cái này nếu mà mùa đông thì gió lộng vào thì thôi rồi. Quá lạnh luôn. Lạnh lắm anh ạ. Đấy, thế nào đây thì nó cũng giống y chang như là ở Mèo Vạc chứ. một cái điều em đi rất là lâu nhưng mà cảm nhận của em ở đâu nếu mọi người mong là nó không lạ gì nhiều, không khác hẳn gì nhiều anh. Không khác hẳn nhiều đâu. Đúng rồi. Ở bên Cao Bằng với Hà Giang là gần như là tương đồng nhau nhỉ. Vâng. Nói thế này nó có khác không? Về nếu mà giọng nó thì nó cũng hoàn toàn khác nhau nhưng mà vẫn có thể hiểu được là họ đang nói gì hoặc là mình đang nói gì. Cái này nấu cho con bò hả bà ơi? Con lợn anh. Con lợn hả? Cho lợn cho bò. Có nhiều lợn không? Nhà ta ấy, có bố mất chết xu trong chùa. Có hai con lợn bé thôi. Hai con lợn bé á? Bây giờ nhà mình còn nhiều bò không? Nếp bố mua như thế. Có một đôi mẹ con. Một đôi mẹ con. Năm ngoái xuân thiệp vào đây thì cũng có... Có một con mẹ chắc là năm nay là mới đẻ. Chắc là vậy. Đấy, con rắn bếp này. Nói chung là ở trong bếp này nó cũng không có cái gì để mà nhiều đâu các bác ạ. Có cái nồi mèn mén đấy. Bà con ở vùng núi thì cái món này thì không lạ gì rồi. Đấy, mà cái này là nó bằng gỗ thôi, không phải là bằng sắt đâu. Đấy đấy, đây này. À đúng rồi. Anh cái này là cổ đấy anh ạ. Cổ á? Nếu mà có mèn mén đấy. Bà con người Mông mình đang làm được cái này gọi là cổ rồi. Bởi vì chỗ em là họ toàn dùng bằng hiện đại cũng như là cái mới mà họ thiết kế ra là sắt bằng sắt rồi đấy. Bằng nhôm rồi. Cái này là họ làm được, cái này cũng khéo lắm ấy. Đấy. Bà bây giờ là vẫn đi làm nương được chứ? Nhà ta này có mù hoa lưỡi tép hình một tàu thế mà. Mù tàu tổ chức sống là giò với mấy tú ơi. À môn hương nhung là... Sống là giò. Vẫn đi được bình thường nhưng mà yếu lắm rồi anh ạ. Yếu lắm rồi à? Bà cũng có tuổi rồi. Nhưng là đi thì vẫn làm được nhưng mà không làm được mạnh rồi. Bà như thế thì đi còn mang vác được không hả bà? Còn vui các thứ được không? Có mùi nó có bộ e tàu thiết cứ thế tàu ra tàu lo lại. Ê chị tàu có một sai thì chép mặt anh một thâu không ấy được anh ạ. Hả? Không vác được rồi, chỉ làm được thôi, không vác, không vùi được rồi. Tôi chép mặt anh một thâu thế nhỉ. Cái này cũng khó cho bà. Bà cũng yếu rồi anh ạ. Bà thì yếu rồi. Thế này, cái chân bà phải buộc cái vải cái gì kìa. Chân bà đau hay là cái gì buộc như thế bà? Nhà ta này có sao cái tay mô là cháu có khi lên đây à? Chỉ có nhà nó nọ có trông sống à. Em nhớ ra rồi anh ạ. Cái này nó là người Mông gọi là họ theo ngày xưa. Đấy là họ buộc cái này là như là Mông như là chỗ em cũng có mà. Chỗ nhớ người già người ta hay làm lại cuốn cuốn cái chân cuốn cuốn lại.
nó đấy lạnh ấy, một cái là nó đấy lạnh. À, đi rừng đi nương là cái cây cỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Cứa vào. Chỗ em cũng có, nhưng mà anh khẳng là anh vào đấy là anh chưa nhìn thấy thôi. Quần áo cũng chỉ có mấy bộ xương xương vậy thôi, nên là cũng toàn quần áo cũ đấy. Quần áo này chắc là cũng khá là lâu rồi. Những cái khăn mặt như thế này vẫn còn để mà dùng thế này các bác này. Cái này thì nó đã sờn gọi là mỏng hết rồi. Thế nhưng mà bà con không có thì vẫn phải dùng để mà sử dụng hàng ngày thôi. Thôi, khả năng là mình trao cho ông bà cái món quà này nhé. Ông đi hơi khó khăn đây này. Đi hơi khó một chút này. Vâng. Được rồi, ông cứ ngồi xuống không ạ? Ông bị khó thì ông cứ ngồi xuống đi. Vâng. Đấy, hôm nay thì anh em chúng con vào đây thì có một cái phần quà của một cô ở trong Định Quán Đồng Nai có gửi cho gia đình nhé. Là 500.000. Hôm nay anh em chúng con vào mua hai thùng mì này đến đi đã đi là 180.000 rồi. Dạ gì? Tí lâu nó ước là cho nó về cho ước là sai con chứ. Thế chỉ ta lên là ước là chỉ mua ít tuần nè phao nho giả u nữa sao chỉ một sinh nha là cho ước là đâu cho con. Chỉ chỉ bọn ta chỉ ước mới cho tao sang đi ta chỉ ước bởi vì cháu sinh lại. Chỉ chúa khó chỉ nữa cho một gì cho con. Dạ cô má. Lúc cũng khai mẹ mẹ tôi khai mẹ nhé tôi. Cô con à chả có ta xin chả nên chén tôi con để cháu. Cô này ô. Anh ạ, ông bà cũng rất là vui đã có cái món quà của các ông bà cô bác có gửi tới gia đình thì ông rất là vui. Ông có bảo là ông bà có đôi lời cảm ơn tới cô ở trong hôm nay rất là nhiều. Ở trên này gia đình cũng rất là khổ và rất là khó khăn để mà kiếm được cái mối ăn qua ngày thì cũng rất là khó rồi, chưa đến cái gói mì tôm. Thế thì ông bà có cảm ơn tới cô rất là nhiều và chúc cô thật nhiều sức khỏe. Vâng. Đấy, cô bác ạ, bà con ở trên vùng cao này mà cũng chỉ gói mì tôm thôi chứ nhưng mà cũng đã là khó khăn rồi. Cô bác ạ chưa nói gì đến những cái thứ giá trị khác nữa. Đó, để mà kiếm được một hai gói muối ăn qua ngày cũng đã là một cả một vấn đề rồi. Đó cũng rất là tuyệt vời, cũng xin được cảm ơn cô ở trong Định Quán Đồng Nai rất là nhiều. Đó, bây giờ nhé, bây giờ thì Xuân Thiệu sẽ đưa lại cái khoản tiền còn dư cho ông nhé. Đó, cô có gửi 500 thì hai anh em mua cái thùng mì này, nghĩa là hai thùng đã đi là 180.000 rồi và 90.000 một thùng của bác ạ. Còn dư lại 320.000 nữa thì Xuân Thiệu sẽ đưa lại cho ông để cho ông đi mua cái gì thì mua ông nhé. Dạ gì? Ví dụ chỉ bổ sung chỉ vô tàu khó mi nông tung ra chỉ chuối khó nhẹ chỉ mua rõ coi có vô chỉ có mà vô đấy ông nhá. Còn lại là 320.000 nữa thì con sẽ thay mặt các cô là đưa lại cho ông nhá. Em đưa cho ông một cái 320.000 ông nhá. Dạ chị chúa khó nhẹ chỉ mua rõ coi tao mà chúa khó nhẹ nông tao chỉ có hai mà. Ông bảo là còn nhiều tiền thế cơ hả? Đã có cái mì tôm vào rồi đã đủ lắm rồi hai cháu ạ. Có nhiều tiền thế này thì ông bà được nhận rồi thì ông bà được mua cái nọ cái kia. Vâng. Thế thì ông cứ dùng cái tiền này mua mắm muối rồi những gạo hoặc là cái gì để hàng ngày ông nhá. Rất số một tối để chú à. Vâng. Được rồi. Rất là tuyệt vời. Đấy, cô bác, ông bà bây giờ cũng có tuổi rồi, có con dâu con trai ở cùng. Thế nhưng mà do là cái cuộc sống ở trên miền núi này mà toàn đá là đá nên là cũng không thể có cái gì nó phát triển đi lên được ấy. Nên là cái cuộc sống cứ ngày có ngày cũng rất là khổ. Nên là cái phần quà của các ông bà có gửi cho ông bà thì cũng rất là lớn rồi. Trên này 1.000 cũng khó kiếm, nên là mấy trăm nghìn thì cũng giúp ông bà là khả năng là có một cái gì đó cũng khá là lớn để mà mua cái các thứ sinh hoạt hàng ngày rồi. Rất là vui. Hai anh em chúng con đi vào nhá. Nhà tay, yếu mùa. Giờ tí nè mà nhỏ. Vâng. Tao xuống xuống mà mày nhé mà. Tao là. Vâng. Nhà tay mà nhỏ nhà tay. Dạ. Vâng, lúc nào để có dịp thì anh em chúng con quay lại thăm ông bà cho nhé. Yếu mùa em mua xi chanh mà cho tôi đùa. Những ai tao xuống này. Bà ông ở đây. Các cháu đi rồi nhớ qua lại thăm mong nhé. Vâng, lúc nào cháu có dịp thì cháu sẽ về thăm nhà sau nhé. Vâng, thôi anh em đi thôi. Vâng. Cô bác. Đi. Ủa,
Ồ, đây này, đấy, cái lan can này xếp thêm cái cây này này không khéo là sẽ bị tụt chân xuống đây. Đấy, do là cái hành lang đi rất là cái nhỏ. Đường cái xếp này cao lắm anh ạ, cao quá. Cao quá. Đây thì bà con cũng phần đa là toàn ăn ở trên đá thôi. Đấy, chuồng bò đây này, nhìn có giống chuồng bò ở trên đấy không? Nó khác anh ạ. Hả? Khác á? Bởi vì chuồng bò trên đấy không hiểu nhưng mà nó có một số nơi nhà là họ thì làm cũng có mấy con vật nuôi như con ngan kia cả. Ngan, gà, vịt. Nói chung là ở trên vùng núi này cũng chỉ có những cái con vật nuôi vậy thôi cô bác ạ. Đó. Toàn núi là đá thế này. Có biết cây này cây gì không? Dạ, cái này cây lanh sao? Cây lanh á? Cái này cây lanh mà. Chỗ đấy. Em nhiều lanh lắm anh. Tưởng là lại không biết cây gì thì khổ. Có chứ. Bây giờ thì có lẽ là Xuân Thiều và em Sùng cũng đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi cô bác ạ. Hy vọng rằng cái chuyến đi của anh em qua bên Cao Bằng này thì cũng có sự đồng hành từ các quý ông bà cô bác đến với anh em để cho anh em có thêm cái động lực của bác nhé. Và bây giờ thì có lẽ là anh em cũng kết thúc cái video này, tôi cũng hẹn gặp lại các ông bà ở những tập phim lần sau. Xin chào.